Tuyến quốc lộ 14D dài 76 km khởi đầu từ bến Giằng huyện Nam Giang đến cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tà Ốc, kết nối với nước bạn Lào. Đây cũng là tuyến đường độc đạo nối từ trung tâm huyện Nam Giang đến 8 xã vùng cao của huyện. Dù là quốc lộ nhưng tuyến quốc lộ 14D chỉ rộng khoảng 6,5 m kể cả lề đường, được đầu tư từ hơn 20 năm trước, cùng với việc gánh hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông mỗi ngày nên tuyến hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Hàng năm cơ quan chức năng liên tục đầu tư sửa chữa, tu bổ nhưng kinh phí không đáng kể, sửa chỗ này hư chỗ khác nên tuyến đường hiện nay như tấm áo rách. Từ năm 2023, đoàn xe chở quặng bao xít từ Lào quá cảnh sang cửa khẩu để xuất đi Trung Quốc liên tục cày xới, làm tuyến quốc lộ 14D tan nát. Từ khi có đoàn xe chở quặng, cuộc sống của người dân địa phương đảo lộn hoàn toàn. Theo người dân, bình thường từ các xã vùng cao về trung tâm huyện mất khoảng 1 tiếng. Hiện giờ mặt đường hư hỏng, xe tải trọng lớn chạy dày đặc khiến thời gian đi lại kéo dài lên đến 2, thậm chí 3 tiếng đồng hồ. Ông Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang cho biết, người dân các xã vùng cao đã kiến nghị rất nhiều lần trong các buổi tiếp xúc cử tri và các đoàn công tác của huyện về làm việc. Hiện nay tuyến đường có kinh phí sửa chữa thường xuyên nhưng không ăn thua. Lưu lượng xe tải trọng lớn đi trên tuyến quốc lộ 14D quá nhiều nên việc sửa chữa gần như không có tác dụng. Thời gian qua địa phương ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông nhưng rất may chưa có thiệt hại lớn về người và tài sản nhân dân.